Trường Giang, Nhã Phương cùng Dàn Sao dự cưới Miyu. Nhã Phương mặc đầm suông cùng ông xã Trường Giang và Dàn Sao đến dự cưới diễn viên Miyu tối ngày 29 tháng 6. Tiệc cưới của Miyu, Minh Đạt được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở thành phố Thủ Đức. Trong ngày vui, Miyu diện váy trễ vai phong chữ A, chất liệu organza, giá gần 500 triệu đồng, nằm trong bộ sưu tập cưới 2023 của Elizabeth. Lần đầu lộ diện công khai cùng vợ, doanh nhân Minh Đạt mặc suit đen. Cặp sao được khen trông trẻ trung hơn tuổi thật, nhìn xứng đôi. Cặp vợ chồng mời 1.200 khách, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí. Các khách mời mặc dress code theo hai gam màu chủ đạo là đen, trắng. Nhã Phương chọn đầm kiểu thời thượng, khoe dáng mảnh mai sau nửa năm sinh con trai. Cô khoác tay ông xã Trường Giang, vợ chồng Ái Châu, phải, Huỳnh Đông vừa từ Canada về Việt Nam, Ốc Thanh Vân vừa từ Australia về nước. Cô đến tiệc cùng ông xã Trí Đùa. Hoa hậu Hà Kiều Anh check-in tại không gian tiệc tuyết rơi mùa hè với điểm nhấn là 15.000 bông tuyết và pha lê được làm thủ công hơn 200 giờ. Lan Khuê nhí nhảnh chụp ảnh cùng cô dâu. MC Kiều Ngân bế bầu 4 tháng cùng ông xã Tony Ngô dự cưới bạn thân. Lần đầu dự sự kiện sau nửa năm sinh con trai, Lê Âu Ngân Anh cùng ông xã đến sớm, thu hút sự chú ý của các khách mời. Hoa hậu diện đầm lệch vai đen, đeo trang sức Blagari, khoe dáng mảnh mai. Phan Tony mặc áo sơ mi đen kết hợp quần tây. Sam mặc đầm suông trắng kín đáo, xách túi ché nồ. Mỹ nhân 35 tuổi được khen xinh đẹp, gợi cảm sau khi sinh đôi 4 tháng. Dương Hoàng Yến mặc đầm lệch vai. Puka chuộng trang phục khoe dáng sexy. Tú Hảo mặc đầm suông, không thể ngắn hơn. Sĩ Thanh là đồng nghiệp gắn bó Miyu qua nhiều dự án phim. Mai Phương Thúy là bạn thân cô dâu. Lan Ngọc từ Australia về nước dự cưới Miyu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.